Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Điều gì sẽ thay đổi ở năm 2023? Đây là video chọn tuổi bài. Ở đây mình có 2 ly rượu. Các bạn sẽ chọn một ly rượu phù hợp với năng lượng của mình. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1 các bạn chọn ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của chính mình. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tuổi 1. Và trong trải bài, các bạn có lá bài sau đây. Đầu tiên, các bạn có lá bài The Lover. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài The Dead, thần chết. Và kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài The Star, ngôi sao. Lá bài đầu tiên sẽ đại diện cho cái điều bạn mong muốn ở năm mới này. Thì các bạn có lá The Lover. Đây là một cái lá rất là tuyệt vời trong một trải bài. Bởi vì bạn mong muốn tình yêu sẽ là năng lượng chính cho cuộc sống đến cho các bạn. Bạn muốn tìm một cái mối quan hệ nào đó mà nó đem đến cho các bạn một người tri kỷ. Ngay cả khi bạn không kiếm về tình yêu, thì đây cũng là một lá bài mạnh mẽ giúp cho bạn nhận thức rõ ràng về giá trị bản thân của mình, tìm thấy sự đồng điệu trong chính mình. Và bạn đang trong giai đoạn chữa lành về mặt thể chất và tình cảm, do đó bạn mong muốn một cái người đến bên bạn sẽ là một cái người cũng đang trong quá trình chữa lành như vậy. Nhưng mà bạn đều mong muốn cái chữ đến với nhau lần này sẽ là gắn kết trong việc giao tiếp, nền tảng cho tất cả các mối quan hệ lành mạnh. Bởi vì bạn biết, bởi hai cái đối nghịch nhau giữa người nam và năng lượng nữ sẽ mang đến một cái gì đó rất là khác nhau trong cái tư duy và suy nghĩ. Bạn mong muốn là mình sẽ tìm thấy được sự cân bằng và thỏa thuận với cái người bạn kích ngẫu sau này, một đối tượng bạn thực sự mong muốn gặp ở năm 2023. Và hình như cái mối bận tâm của các bạn là các bạn muốn tìm tình yêu hay sao á. Nhưng mà lá bài cũng nói rằng đây là một cái tinh thần rất là tốt cho một mối quan hệ bền chặt. Bạn muốn là tình yêu đến theo một cách tự nhiên nhất. Đây sẽ không chỉ là một cái đam mê đơn thuần, mà nó sẽ có một sức hút rất là mãnh liệt. Niềm đam mê về vấn đề 18 cộng, cũng như sự lãng mạn, sự kết nối sâu sắc và hiểu biết lẫn nhau. Đây là cái điều bạn mong muốn nhất giữa mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Một mối quan hệ thật sự sâu sắc hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Bạn hy vọng tìm kiếm một cái người nào đó mà họ có quan điểm sống khác biệt, và họ phải hiểu rằng nhờ sự khác biệt này hai người mới gắn kết với nhau. Đây là một cái trạng thái tình cảm mà bạn dành cho người kia rất là nhiều, sự khao khát gắn bó, chia sẻ, cảm nhận tình yêu và 18 cộng đối với nhau một cách bình chặt nhất có thể. Và thông điệp của lá bài là hy vọng các bạn phải đừng có nên vội vàng, mà hãy chậm rãi chờ đợi một người thích hợp đến. Nếu gặp được người này, bạn thực sự rất là may mắn. Cả hai đều hướng với nhau với tình cảm chân thật nhất. Bởi vì tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, hoài hòa ở cấp độ cao nhất. Đây là một cái tình yêu không vụ lợi và toan tính, và sẽ rất là bền vững lâu dài nếu như người này xuất hiện trong đời của các bạn. Tuy nhiên, cái điều bạn cần phải buông bỏ trong cái năm 2023 là gì? Đó chính là các bạn phải đến lúc thấy ra rằng phải rời xa hoặc là những cái gì đó không cần thiết trong cuộc sống của mình, phải loại bỏ những cái khuôn mẫu, những vấn đề cũ đang làm cho bạn rất là đau khổ. Bởi bạn hiểu rằng cái việc những vấn đề cũ nó dày vò bạn rất là nhiều rồi, bạn phải tìm cách thay đổi cho nó ra khỏi cái đường đau đớn và tổn thương của chính bạn. Bởi vì bạn phải cân nhắc là cái việc bạn cần ở lại trong cái mối quan hệ đau khổ nó hay không. Kết quả thực sự phụ thuộc vào chính bạn lựa chọn ở lại hay quyết định ra khỏi mối quan hệ độc hại đó là do bạn quyết định mà thôi. Bởi vì khi mà các bạn thực sự không có bước ra khỏi mối quan hệ đó, thì làm sao các bạn hãy tiến tới một mối quan hệ mới nữa. Và ở đây có dấu hiệu là các bạn đang muốn níu kéo một mối quan hệ không suôn sẻ, hoặc là bạn đang bám vào một cái tình yêu đó, khiến cho ngăn cản cái mối quan hệ của bạn, tình cảm của bạn tiến triển lên theo một cách rất là khác. Bởi vì khi mà tình yêu các bạn đã báo tử ngay trước khi các bạn bước vào rồi,
Bạn biết rõ đây là một cái sự không phù hợp với các bạn, nhưng các bạn không muốn chống lại, các bạn không chấp nhận sự thay đổi, các bạn muốn ở trong mối quan hệ độc hại đó. Và cái việc các bạn cần làm là các bạn phải bỏ sự cái buồn bã và cái sự khó khăn dẹp qua một bên. Mình biết cái sự cảm giác dứt khoát sẽ không có hiện hữu trong bạn ngay lúc này, nhưng lá bài nó khuyên các bạn là phải từ bỏ cái chính là cái cách mà các bạn phải tập trung vào cái thứ quan trọng nhất của mình. Bạn phải biết từ bỏ những cái thứ không cần thiết, những cái thứ mang cho bạn tổn thương và đau khổ. Bởi vì cái sự tổn thương đau khổ là không thể tránh khỏi. Cái quá khứ các bạn không thể thay đổi được, nhưng tuyệt nhiên các bạn có thể thay đổi cái quan điểm của mình về cái vấn đề đó. Quan điểm của mình thấy được cái bài học để chúng ta phát triển hơn. Bởi vì những cái việc này đã xảy ra rồi các bạn, cách tốt nhất là các bạn phải linh hoạt, lèo lái cái vận mệnh của mình và đem mình hướng tới một cái gì đó nó tươi đẹp hơn. Phải chuyển động thôi các bạn, chuyển động để tiếp tục sống, để tiếp tục yêu. Chúng ta phải kết thúc cái cũ để nhường đường cho cái mới. Đây là một cái gì đó nó rất là hay để cho các bạn biết rằng đến hồi kết rất là quan trọng, mở ra cho bạn một cái thay đổi rất là lớn. Nó báo hiệu sự kết thúc một cái nguyện đau khổ rồi. Cánh cửa đau khổ đóng lại các bạn. Các bạn phải mở cánh cửa tươi vui và hạnh phúc hơn cho chính các bạn. Tuy nhiên ở một số người thì lá bài này nó đang đến một cái tích cực. Nếu như bạn đang ở trong mối quan hệ thì đây là một sự thay đổi rất bất ngờ. Có thể các bạn sẽ đính hôn hoặc là mang thai. Những thay đổi là bạn cảm thấy là nó một cái gì đó, nó là cú hít, một cái áp đảo trong cuộc sống của các bạn. Thông điệp là hy vọng các bạn sẽ sớm bỏ cái loại bỏ những cái niềm tin, vấn đề hay là hành vi cũ không còn hữu ích với các bạn nữa. Hãy nắm bắt sự chuyển đổi này duy nhất có một lần trong năm nay thôi các bạn. Nó sẽ mang lại cho các bạn một tình yêu mới, một cuộc sống mới mà bạn hằng ước mơ. Bởi vì khi mà các bạn đã trải qua một hoặc nhiều cái sự đau buồn trong cuộc đời của mình, tức là năm rồi, thì đây là cái thời điểm bạn cần phải thay đổi. Bạn khi bạn biết mình phải thay đổi bản thân là các bạn đã trải qua sự đau khổ rất rồi. Lúc này là lúc đón nhận sự thay đổi, ngay khi cả khi khó khăn vẫn đang còn, nhưng nó sẽ dẫn bạn đến tới một con đường cao hơn trong hành trình của mình, tiến tới an vui và hạnh phúc. Và lá bài kế tiếp là những điều bạn cần làm trong năm 2023 là gì? Thì các bạn xuất hiện lá bài The Star. Đây là một lá bài rất là tốt cho các bạn trong cái hành trình của mình. Một cái hành trình chữa lành và hồi sinh. Một sự lạc quan, hy vọng rất là nhiều. Một lá bài mang tính nữ với hình ảnh một người thiếu nữ rất là trẻ. Đây là cái thời điểm các bạn cần phải nắm bắt cơ hội của mình. Một cơ hội không phải là hành động bên ngoài, mà chính là tìm thấy sự bình thản ở nội tại, một trải nghiệm yên bình thực sự. Lúc này đây là cái năng lượng sáng tạo sẽ được hình thành trong các bạn nè. Các bạn phải có một cái hy vọng, một cảm giác chữa lành toàn vẹn sau những cái cơn bão nè, sau những cái tổn thương của mình. Bởi vì đây là những cái gì đó bạn phải bước ra khỏi cuộc sống của mình khi xưa, đau khổ không còn nữa các bạn. Bạn phải sống lạc quan hơn trong mọi tình huống. Hãy cho mình thấy cái sự hy vọng và niềm tin của mình vào những cái điều mình làm. Đây là lúc bạn phải nên có một cái tư duy mới, tư duy yêu thương bản thân của mình, tư duy không phán xét, không có mà cáo kỉnh, không có để cảm xúc của mình nó bị tuột hay cảm xúc của mình nó nóng giận. Đây là cái năng lượng rất là tích cực, một năng lượng mà các bạn phải nên tập theo để ngưỡng mộ sâu sắc, một năng lượng thật sự là khó khỏi ra cái sự kiểm soát của cảm xúc của mình. Khi mà lá bài này xuất hiện là các bạn đã thấy là các bạn dám nhìn sự thật vào một mối quan hệ và bạn đang bắt đầu vào mối quan hệ đó. Bạn biết thực tại tình yêu trong thời đại này là gì. Bạn không còn có mơ mộng nữa, không còn có ngây thơ nữa. Bạn thấy là tiến tới cái những mối quan hệ, bạn biết là mình phải cần làm gì, có kiến thức yêu như thế nào, phải tạo giá trị cho người yêu như thế nào. Bạn hiểu được rằng cái việc mà mình tạo giá trị cho một ai đó về cuộc sống niềm vui, thoải mái, bao dung, yêu thương là điều bạn cần phải làm trong một mối quan hệ nếu muốn một mối quan hệ lâu dài. Nếu không có những cái thứ đó, chắc chắn những cái rắc rối sẽ quay quanh bạn. Bạn biết là đây là một cái niềm tin. Niềm tin là niềm tin bạn cần phải nhìn nhận lại tất cả những mối quan hệ khi xưa một cách khách quan nhất và thấy được cái bài học.
để áp dụng cho những cái mối quan hệ sau này của các bạn. Khi lá bài The Star này xuất hiện, nó nói là các bạn vừa trải qua những cái nỗi buồn, nỗi đau, thất vọng bao trùm các bạn rất là nhiều rồi. Cái thời điểm đen tối nhất cuộc đời của bạn, các bạn thấy là cuối đường nó vẫn còn ánh sáng, các bạn vẫn còn hy vọng, ánh sáng ở cuối đường hầm. Bởi vì cái lá bài The Star này nó là khắc tinh của lá bài The Death phía trước, lá bài mà nó cho các bạn cảm thấy là mình bế tắc trong cuộc sống. Đây là một lá bài nhắc nhở các bạn phải mở rộng lòng mình ra, giải phóng nỗi sợ hãi lo âu đi đúc là để cho những cái thứ không còn xứng đáng ra đi. Đây là lúc để cho mình một cách sống yêu thương bản thân mình hơn. Hãy giải quyết tất cả các câu hỏi cuộc đời của mình bằng cái nghi vấn tích cực, nghi vấn thuận chiều mong muốn. Tức là mình muốn cái gì thì mình đặt nghi vấn và làm sao để cải thiện cho mình đạt được những ước mơ đó trong cuộc đời của chính mình. Và các bạn cảm thấy là trong cái năm sau các bạn sẽ được phù hộ và nâng đỡ rất nhiều cho chính những cái linh hồn bảo hộ và vũ trụ đang góp sức cho các bạn. Hãy sử dụng ánh sáng của lá bài này dẫn đường cho những cái nỗ lực của bản thân của các bạn ha. Các bạn nhớ cho mình ha, phải giữ cho mình một cái tư duy và thái độ sống tích cực nhất. Hãy luôn yêu thương, trân trọng, biết ơn những cái việc xung quanh. Đây là lúc bạn sống cho mình, sống vì người khác, sống một cách tích cực, yêu đời nhất có thể. Và bởi vì các bạn sẽ không có biết là ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình, do đó bạn phải sẵn sàng để yêu bằng cách là các bạn phải nâng cấp bản thân của mình từ lời nói, hình dáng, ngoại hình, làn da, sức khỏe, tất cả mọi thứ, kiến thức của mình nữa. Hãy tận hưởng cuộc sống độc thân hiện tại các bạn. Khi bạn yêu và yêu cuộc sống của mình, phát triển bản thân mình lên cao nhất có thể, thì nhất định một cái mối quan hệ nào đó sẽ xuất hiện với các bạn. Một mối quan hệ nó sẽ tiến cho bạn lên một cái tầm cao mới, nâng cho bạn một cái sự gì đó yêu thương, hòa hợp hơn rất là nhiều. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để cho các bạn thấy được là thế giới này nó cần có ánh sáng, cần hạnh phúc của bạn, cần bạn lan tỏa ra cho nhiều người. Hãy làm những điều này đi các bạn, bởi vì bạn là cái người phải chia sẻ cái kinh nghiệm và niềm vui các bạn đến với những người khác. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ 2. Trong trải bài các bạn có lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn có lá bài Ace of One, một gậy. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài Ace of Swords, tám kiếm. Và lá bài cuối cùng xuất hiện trong trải bài của các bạn, đó chính là lá bài King of Cups, vua ly. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Đầu tiên là lá bài Ace of Wands, một gậy, là lá bài đại diện cho năng lượng mà các bạn mong muốn xảy ra trong năm 2023 là gì. Lá bài này nó hiện lên, nó giống như là thần đèn của các bạn. Cái điều ước của bạn sẽ được thực hiện theo cái năng lượng của lá bài này. Bởi vì cái lá bài một gậy sẽ mang thông điệp rất là tích cực cho hiện tại và tương lai của các bạn, tượng trưng cho cái thời khắc quan trọng sẽ thay đổi mọi thứ theo cái chiều hướng rất là tốt đẹp. Bạn hy vọng một cái năm này sẽ là một cái năm tràn đầy năng lượng nè, một cái gì đó thôi thúc bạn sống chứ không phải là tồn tại như trước đây nữa. Một sự tái sinh thật sự, một cái gì đó, một cái thông điệp mạnh mẽ. Bạn muốn một cái gì khởi đầu mới, táo bạo hơn rất là nhiều. Cá nhân các bạn cũng mong là tài chính của mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, được cái gì đó nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Bạn hy vọng cái thời điểm này sẽ là cái thời điểm bạn có tư duy sáng tạo để bạn làm một công việc, những cái dự án như là các bạn muốn thăng tiến này, bạn muốn lấy một cái gì đó trong sự nghiệp của chính mình. Nhiều cái khả năng, năng lượng lá bài sẽ cho các bạn, nó sẽ diễn ra rất là tốt đẹp cho các bạn. Bởi vì bạn cũng biết là bạn đang rất là khao khát một mối quan hệ mà nó mang lại cho các bạn một cuộc sống mới. Các bạn mong muốn đính hôn, kết hôn, hoặc là các bạn muốn mua hoặc chuyển nhà. Cái gì đó nó là rất là mới, có một cái khả năng sinh sản. Nếu như các bạn muốn sinh sản, sinh nở, thì đây là cái khởi đầu một năm bạn có muốn có một cái gia đình xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Bạn nên nhớ là bất kỳ cái gì xảy ra trong mối quan hệ của bạn đều là tốt hết. Đây là một lá bài đại diện cho sự vui vẻ, phấn khích và tự nhiên. Lá bài đại diện cho hành động, niềm đam mê, sự bùng nổ. Do đó bạn phải để cho cái năng lượng của bạn
khiến cho các bạn mạnh mẽ hơn. Bạn hãy đi đến tìm cái người mà bạn thích họ và họ cũng thích bạn. Hãy cho họ biết là bạn quan tâm đến họ, quan tâm đến mối quan hệ, muốn gắn kết với người này, tạo nên một cái gia đình, một sự cam kết thực sự có thể. Tuy nhiên, cái thứ mà sẽ ngăn cản các bạn trong năm 2023 là gì? Các bạn có lá bài 8 kiếm, cũng là những cái vấn đề cũ, một cái cảm giác bị mắc kẹt trong một cái lối mòn, một cái vòng lặp theo chu kỳ. Cái gì đó bạn muốn thoát mà không thoát ra được. Cái lá bài 8 kiếm này cho bạn biết rằng cái lối ra nó sẽ không có dễ dàng, nhưng nó có thể ra được nếu như bạn muốn thoát ra khỏi nó. Có thể các bạn sẽ cảm thấy trì trệ trong tất cả các mỗi lĩnh vực trong cuộc sống, về tình yêu, gia đình hoặc là tiền bạc. Nhưng mà các bạn ơi, bạn phải tiếp tục tiến lên và tiếp tục thử thách, chấp nhận đương đầu với nó. Bạn biết không, chỉ bạn là cái người duy nhất mới có thể giải cứu mình ra khỏi tất cả các tình huống mà gây tổn thương, đau khổ. Bởi vì các bạn nếu mà sống trong sự bế tắc, sống trong sự bị mắc kẹt, tuyệt vọng và bất lực, thì làm sao các bạn có một năm 2023 tích cực và tươi vui và tươi sáng được các bạn? Chuyện đó là không thể nào có được nếu như các bạn không thoát khỏi ra chính những cái mắc kẹt của chính mình. Bởi vì hình như các bạn đang sống bị trong một cái vai trò là bị ở trong một cái ngục tù của chính bản thân mình. Các bạn không có đủ không gian để các bạn muốn thoát ra ngoài. Bởi vì các bạn đang tập trung quá nhiều vào cái quá khứ đau buồn đang ở phía sau, khiến cho bạn nhận ra rằng không có lối thoát. Tại sao bạn không đem ánh sáng vào trong cái bóng tối của mình? Đừng bao giờ bạn đem cái bóng tối ra khỏi cuộc đời mình đó. Hãy đem ánh sáng vào đó, từ đó cái bóng tối nó sẽ dần dần biết đi các bạn. Nếu bạn chấp nhận vượt qua thử thách, chấp nhận hy sinh, chấp nhận mình có một cái vết sưng bầm tím trên cái đường đi, nhưng mà kết quả cuối cùng sẽ xứng đáng. Từ chối tiến thêm bước nữa chỉ dẫn đến cho bạn sự đau khổ thêm thôi, chứ không có gì hết á. Bạn phải chấp nhận đối mặt những đau buồn của mình. Đừng có để cho mình bị mắc kẹt nữa, đừng cho mình bị hạn chế, đừng cho mình bị trói tay trói chân, trở thành nạn nhân của chính lo lắng, áp lực và tuyệt vọng của chính mình. Năng lượng của lá bài cho thấy là bạn đang sống trong một cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Bạn tự cho bản thân của mình vô tê liệt cái sự sợ hãi đó. Nếu các bạn không thoát ra được ngoài, bạn phải tự tháo cái khăn bịt mắt ra ngoài để bỏ đi bất cứ cái gì mà đang gây đau khổ các bạn. Đây là cái gì đó bạn phải biết là mình là cái người có thể giải quyết cho tình huống của mình. Không có ai có thể tham gia giải quyết cho mình được hết. Lựa chọn ở lại hay buông bỏ là do chính bạn. Tự bạn làm cho mình mắc kẹt trong cái vòng lặp chu kỳ đó, tự làm cho cái sự ràng buộc đó. Bởi vì bạn cảm thấy bị bao vây những nguy hiểm, bạn do dự không muốn thoát ra ngoài. Tại sao vậy các bạn? Bạn đừng để cho sự nỗi sợ của mình nó dài dò, nó khiến cho bạn không thoát ra được, tiến tới cái gì hạnh phúc xứng đáng mà bạn có được. Khi nào bạn chấp nhận cái tình thế đó, chấp nhận cái tổn thương đó, chấp nhận cái nỗi đau đó, bạn phải thừa nhận. Từ khi bạn thừa nhận, thấy được cái bài học từ đó, thì từ đó bạn mới phải sửa chữa được và tiến ra khóc ra khỏi ra ngoài thôi các bạn. Điều này là các bạn phải tự phải làm nha. Lá bài nó kêu các bạn phải tự tiến ra khỏi những cái gì gây đau khổ tổn thương cho các bạn. Bởi vì dấu hiệu là các bạn đang bị giam hãm, bị lùa lại một góc trong mối quan hệ của chính các bạn. Các bạn cảm thấy mình không thể trốn thoát được. Nhưng cái đó chỉ là cái nghĩ của bạn thôi. Cái gì không thoát được bạn, mình muốn là được thôi các bạn. Dấu hiệu là các bạn đang ở trong một mối quan hệ độc hại. Các bạn bị tiến thối lưỡng nan mà cực kỳ là tiêu cực luôn. Một mối quan hệ bị lạm dụng. Có dấu hiệu là các bạn trở thành nạn nhân trong cái mối quan hệ này và cảm thấy bất lực và rất là tuyệt vọng. Và xin báo cho các bạn là trong cái lá bài này xuất hiện chứng tỏ là cái mối quan hệ các bạn đang có sự phản bội trong đây. Và nếu như các bạn đợi chờ để mình được sống hạnh phúc đó, khi mà bạn không biết sống hạnh phúc từ chính bên trong mình, bạn không thấy được cái mình cần phải thoát ra khỏi cái đối tác mà gây cho bạn cái sự tuyệt vọng này đó, thì bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Bạn sẽ kìm hãm cái nội tâm của mình, kìm hãm những người khác đến với các bạn phù hợp với mình hơn. Đây là một cái điều bạn phải nên loại bỏ những cái sự tuyệt vọng này. Bạn đừng có hun hút những cái kiểu người không đúng đắn đến với quan hệ với các bạn nữa. Bạn phải tìm kiếm sự hài lòng bên trong của chính mình. Khi bạn tìm thấy cái điều đó thì bạn sẵn sàng chào đón những người bạn đời phù hợp với cuộc sống của mình hơn. Tóm lại, tất cả những cái gì bạn đang cảm nhận bây giờ đều do bạn lựa chọn hết.
Bạn có thể lựa chọn thay đổi hướng đi của mình bất cứ khi nào bạn muốn, nếu bạn muốn. Bởi vì sức mạnh nằm trong tay của bạn, vũ trụ nó cho bạn cái năng lượng bạn thoát ra ngoài. Bạn muốn chọn trong cái đau khổ thì bạn ở mãi với nó luôn các bạn. Mình hy vọng là các bạn phải suy nghĩ kỹ, thật kỹ về vấn đề này. Và lá bài kế tiếp sẽ là lá bài làm sao để bạn có một cái năm 2023 thực sự rực rỡ nhất. Thì năng lượng của lá bài King of Cup Fully sẽ mang đến cho bạn cái điều này. Lá bài này xuất hiện, nó đại diện cho các bạn phải thực sự mạnh mẽ hơn. Bạn phải có một cái nguồn năng lượng nam tính mạnh mẽ thực sự. Nó khiến cho các bạn có thể thoát ra khỏi bên ngoài. Nó liên quan đến cái phần cảm xúc và nhận thức của các bạn rất là nhiều. Bởi vì bạn phải nên có một cái quyền lực nhất định trong cái bản thân của mình. Một quyền lực của một vị vua để thoát ra khỏi những cái suy nghĩ xấu xa, những cái gì đó kìm hãm các bạn để bị mắc kẹt trong phần cảm xúc mà do chính bạn muốn. Cái sự sóng gió này là do các bạn muốn lựa chọn ở lại thôi các bạn. Bởi vì khi mà các bạn thấy được là các bạn chấp nhận cái vấn đề đó, các bạn muốn thoát ra ngoài, các bạn phải tự tin và bình tĩnh nhất có thể. Bạn phải làm chủ cảm xúc của mình. Đây là một cái năng lượng bạn cần phải có trong năm 2023 này. Khi mà bạn thấy rằng cái sự cân bằng giữa tâm trí và trái tim của bạn, bạn phải học kiểm soát cảm xúc của chính mình, tìm ra cái sự khôn ngoan để chấp nhận những cái điều mà gây đau khổ tổn thương cho các bạn, những điều mà không thể thay đổi được, thì các bạn mới thể thoát ra được và trưởng thành hơn. Bạn phải trở nên điềm tĩnh hơn rất là nhiều, bởi vì đây là một cái trực giác mong muốn các bạn thoát ra ngoài. Biết lắng nghe, hãy ngoại giao nhiều hơn. Bạn hãy nghe một cái lời khuyên từ một cái người đàn ông lớn tuổi đúng đắn sẽ đóng vai trò rất là quan trọng để cho các bạn thoát ra khỏi được những cái bế tắc trong cuộc sống của mình. Khi đó là các bạn sẽ thấy được là mình không có nên tập trung vào những cái bế tắc đau khổ nữa, mà bạn phải tập trung vào cái sự mạnh mẽ thoát ra ngoài. Có một cái dấu hiệu những người này thuộc cung nước như là cự giải, hổ cáp hoặc là song ngư nha các bạn. Và ở số bạn sẽ xuất hiện cái sự yêu thương, một cái sự yêu thương về cảm xúc rất là thỏa mãn. Một cái gì đó nó rất là tốt, bởi vì cái người này là một cái người giống như người cha, người chú vậy, một người lớn tuổi hơn bạn nhiều. Nhưng mà tình cảm của họ là tình cảm rất là tốt để cho mối quan hệ các bạn rất là dồi dào luôn. Bạn sẽ thấy được cái sự hỗ trợ của người này. Nếu như bạn dám thoát ra khỏi những cái tiêu cực của chính bản thân mình, đây là cái lúc mà bạn cần phải cho mình một cơ hội các bạn. Một cái quân bài rất tốt mà bạn có thể nhận được. Một cái người trưởng thành hơn các bạn. Người này lãng mạn, quyến rũ, tận tình và trung thành. Một người rất là dễ gần, một người rất là tuyệt vời và chu đáo, một người rất là hài hước nữa. Hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được cái sự tập trung chính bản thân mình, cố gắng tìm thấy sự cân bằng chính bản thân của các bạn nha các bạn. Bạn nhắc nhở các bạn là phải đối xử bản thân bằng sự đồng cảm và tử tế. Hãy sống tích cực nhất có thể trong đời sống tinh thần, tình cảm của mình. Chỉ khi nào bạn chữa lành được mình, sống tích cực, thoát ra khỏi những cái đêm đen bóng tối linh hồn và tin tưởng vào khả năng và trực giác của chính mình, thì bạn mới có được hạnh phúc nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.